Ba loại nước tốt cho người cao huyết áp vừa quen vừa lạ. Đối với người cao huyết áp, chế độ ăn uống ảnh hưởng rất lớn đến việc tăng giảm chỉ số căn bệnh này. Nếu các anh chị là người đang bị cao huyết áp thì nên sử dụng ba loại nước này để đảm bảo cho sức khỏe. Một là nước ép củ cải đường. Trong củ cải đường có chứa hoạt chất rất tốt cho huyết áp, giúp thư giãn cơ thể, làm mạch máu giãn ra, có tác dụng cải thiện lưu thông máu, giảm chỉ số huyết áp. Hai là trà xanh. Các hợp chất tự nhiên của thảo mộc này có trong trà xanh giúp phòng ngừa tăng cường cholesterol trong máu. Bên cạnh đó, uống trà xanh thường xuyên có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ba là nước ép liệu. Trong liệu có hàm lượng chất oxy hóa cao, giúp cân bằng và cải thiện tình trạng huyết áp tăng. Ngoài ra, để ổn định lâu dài, bệnh nhân cũng có thể áp dụng một số bài thuốc nổi tiếng được nhiều người dùng đến. Trong đó có một bài thuốc với những thành phần cơ bản gồm câu đằng 10g, xuyên khung 5g, quế chi 3g, cam thảo 2g, đem lại hiệu quả tương đối tốt. Cách dùng, bệnh nhân ngày dùng một thang, sau ăn khoảng 30 phút nên uống vừa bữa sáng hoặc bữa trưa. Thầy Bình, Nam Dược, chị Nam Nhân.